Cô xin chào mọi người nha. Thì bây giờ là cô sẽ đến với con ạc level 46 của một bạn khách, của một bạn khách nạp cũng khá là lâu rồi. Thì bạn ấy bán con ạc này cho cú, bạn ấy thanh lý con ạc này cho cú để thêm một số tiền mua con ạc khác rồi nha. Thì trước khi mà, sau khi mà bạn ấy bán á, sau khi mà cú thuyết phục bạn ấy mua con ạc khác ở bên mình á, tại vì mình thấy bạn ấy nạp rất là nhiều, nhưng mà mình mới hỏi, tại vì mình cũng tò mò, những cái bạn nạp nhiều mình tò mò lắm mọi người, mình mới hỏi là con ạc của bạn ra thế nào mà bạn nạp nhiều đến như vậy. Thì bạn mới show cho mình coi con ạc này đây mọi người. Thì các bạn thấy VIP 7 là các bạn biết cũng nạp khá là nhiều rồi, mà mình nói sao nó quá là yếu đi mọi người. Mình kêu bạn ấy là mua một con ạc khác bên mình với giá hơn 1 triệu tí xíu thôi, nhưng mà level 4X và có lực chiến trên 100k thì bạn chơi sẽ ngon hơn. Thì lúc đầu á, bạn ấy nói là mình cài á, thì có tâm huyết của mình thì mình sẽ cài cuốc thôi. Và sau nhiều lần khắc phục thuyết phục của cú á, thì bạn ấy đã quyết định thanh lý con ạc này với giá là không bằng bạn ấy nạp một lần ở bên cú nữa, và bạn ấy lấy một con ạc khác level 4X ở bên mình. Thì nói chung là đam mê thì ai cũng đam mê, mình không có ép buộc các bạn phải bỏ đi con ạc mà các bạn cài cuốc thời gian lâu. Tuy nhiên thì các bạn nên suy nghĩ cho kỹ, nếu như các bạn muốn cài tâm huyết một con ạc nào đó thì các bạn nên bỏ tiền ra để mua một con ạc tầm trung ngon ngon, hay là nếu như có tiền một tí xíu các bạn mua một con ạc VIP một tí xíu, và sau đó thì các bạn hãy đặt đam mê của các bạn thì nó mới là đúng chỗ và không tốn kém, nó mới hợp lý nha mọi người. Tuy nhiên thì cách này của cú là dành cho những bạn có điều kiện tầm trung, còn nếu như mà những Dubai thì cũng không nói nữa, những Dubai thì họ nạp quá nhiều rồi, họ không có cần mà phải mua ạc VIP đâu, họ có thể nạp vài chục triệu, vài trăm triệu vào game là chuyện rất là bình thường nha. Thì bây giờ là mình sẽ làm theo ý của bạn ấy, nhờ mình là bạn ấy kêu nói là trước khi mình bán con ạc này thì hãy làm một cái video để bạn ấy nhìn lại kỷ niệm nhé. Bây giờ là video này là con ạc level 46 của bạn Sơn ở server 4, ở server 567 nha mọi người. Thì con ạc này bạn ấy đã lên được 2 cái Venus cộng 5, một cái ở trên thì cũng đã được 2.800 điểm rồi, và 2 cái hạnh phúc cộng 5. Và dưới đây là VIP Ares 58%. Đặc biệt thì con ạc này chưa có super các bạn, bạn ấy đang sử dụng wow phi tiêu cộng 15 giác vàng. Và bên vũ khí thì chúng ta có wow kem và búa và VIP Naga gia hạn thì 15.000 xu nha các bạn. Đây, và ở đây là một cái nhẫn ác ma cộng 5 cộng 6 mọi người, cứ nhầm nữa rồi. Thời trang thì hiện tại là cũng đã full giác vàng, và ở dưới phần đạo cụ thì chúng ta còn 7 cái để đổi màu tóc luôn, để mình đổi cho các bạn xem nha. Đổi màu bạc hay ta? Thôi tóc này không có đẹp mọi người ơi, để một lát cú vào kiếm tóc khác ấy. Đây, wow. Đẹp nhờ. Lỡ rồi mình mang như thế luôn đi mọi người. Về phần đạo cụ thì những cái món đồ bình thường thôi các bạn. Đá giác vàng thì còn được 500 viên mỗi loại thôi. Ở đây là những cái túi quà bình thường. Tiếp tục là pet. Thì bạn ấy nuôi bé na, nuôi pet rắn các bạn, level 47 và cũng được 4 sao rồi. Ở đây thì pet rồng và pet phượng hoàng và pet hưu thì cũng đã 3 sao. Tiếp tục là phần chúc phúc nha. Chúc phúc thì vũ khí level 7, nón level 7, áo level 7 và vũ khí trợ thủ cũng level 7 luôn các bạn. Thần khí thì là 3.1, đá khảm thì là 14 viên, 4 viên 11 và còn lại là full 10 nha, 4 viên 11 và còn lại là full 10. Tiếp tục là vật cổ thì mới level 10, level 12 và level 12 thôi. Thì theo như mà cú nghĩ thì chắc con ạc này bạn ấy nạp nhiều nhưng mà bạn ấy dùng xu không hợp lý, thành ra là level 46 VIP 7 nhưng mà chỉ có lực chiến là 66.000 thôi. Chứ nếu như mà tất cả cái server này 567 thì nó ra cách đây cũng khoảng mấy tháng rồi. Nếu như mà đúng thật sự một bạn thì bạn ấy là người tân thủ, thành ra là không trách được nha mọi người. Bạn ấy dùng xu không hợp lý thì ạc yếu là chuyện bình thường thôi. Các bạn cũng đừng đánh giá, tại vì mỗi người có cách chơi khác nhau. Các bạn biết chơi thì các bạn có lực chiến cao hơn họ. Họ là người mới chơi, họ là tân thủ thì bắt buộc họ sẽ tiêu tùm bậy tùm bạ và họ sẽ không làm đúng cái mục đích, thì chuyện yếu là chuyện bình thường. Cho nên là cú sợ những cái video này up lên thì các bạn nói bạn chủ ạc này kia thì kỳ lắm nha các bạn. Đấy, đồ thì cú cũng đã show cho các bạn xem rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử vào sảnh cho mọi người xem level 46 và có lực chiến là 66k thì đi vào sảnh nó sẽ như thế nào nhé.
Bây giờ là gặp một bạn level 51 cũng sử dụng phi tiêu giác vàng. Toan rồi, trông có vẻ là bạn ấy lịch lãm hơn chúng ta nghĩ rồi. Ở vị trí này thì các bạn phải dùng một pha 1-1 +2 +2 chứ để đục bạn ấy xuống. Nếu như mà bạn ấy không bay là pha sau chúng ta sẽ có cơ hội đấy mọi người. 15 và 2 chấm gió là 17 góc nha. Wow, hạt nhân và liên kết luôn. 1 2 3 4 5. Khá là đáng tiếc luôn mọi người, bị thiếu một tí xíu nữa là bạn ấy đã bị bốc hơi luôn rồi. Tuy nhiên thì không đủ. Thôi toang rồi, bây giờ bạn hãy bay lên cái cây xanh luôn, ở trên ngọn cây xanh là coi như là toang rồi. Thì đây là đạn truy kích của Betga nha mọi người, skill 2 ấy. Skill này thì nó có hiệu ứng dẫn đường nữa. Bùm, 29.617 máu. Hèn gì mà sau 3 ngày cứu thuyết phục không được. Thì hồi tối hôm qua là 12 giờ bạn ấy nhắn tin rất là nghiệt ngã nha. 12 giờ đêm thì bạn ấy mới kêu là làm luôn đi cho nó nóng. Tại vì bạn ấy thấy à 4x cứu giới thiệu cũng khá là ngon lành. Thành ra là nhưng mà 12 giờ thì đâu có làm ăn gì được, các bạn phải ngủ nghê thôi, sáng lại rồi mới làm. Thì vừa sáng làm xong là chiều hôm nay thứ bảy thì cứu mới làm video này cho bạn ấy. Và cái thứ hai là cũng muốn rao bán bé ạc này ở trên Zalo nha. Thì bạn nào cảm thấy thích con ạc này á thì cứ inbox bên Zalo cho cú. Giờ cái gì bạn ơi, level 50 nhưng mà có vẻ khá là yếu thôi mọi người. Các bạn xem nè, bạn ấy dơ ít nhưng mà bạn ấy sẽ đam chúng ta, thấy không? Chứ nếu như mà thật sự một người có tâm mình đam không chết rồi ha, thì bạn ấy sẽ sử dụng băng. Hai băng là có đủ 10 tên và đủ 1 phút cho bạn ấy ao trận rồi. Tuy nhiên là bạn ấy quyết định đam mình. Thì các bạn có thấy là những bạn như thế á, thì chúng ta không thể nào mà nhường được đâu. Đấy, bao rất là nhiệt tình nha, dơ ít. Bạn ấy dùng item khóc nữa mọi người. Khi nãy là bạn ấy bao quá là nhiệt tình cơ mà. Nếu như mà pha đấy chạy bạo kích thì mình cũng bốc hơi thôi các bạn. Thì đây là một con ạc cứu, nói chung là nếu như mà cứu xả ra thì chỉ giá vài trăm thôi cho những bạn yêu thích bé Na. Tại vì đây cũng là một con ạc không được mạnh. Nhưng mà quyết định làm cái video đi sảnh thì cũng để nhằm là tính trung thực cho mọi người biết là level 4X lực chiến như thế này thì đi sảnh sẽ như thế nào. Thì chắc là nửa nạc nửa mỡ nha mọi người, tại vì lực chiến yếu lắm. Thì tầm 4X các bạn lực chiến khoảng trên 100k đổ lên thì các bạn đi sảnh nó sẽ ok hơn nhiều. Hèn gì là bạn chủ ạc chán phải rồi mọi người. Đam mê thì đam mê, nhưng mà đam mê mà hành quá thì cũng hết đam mê thôi mọi người. Bắn riết mà gã cái đam mê mình ra luôn, phải mua ạc khác. Thì cứ góp ý cho mọi người vậy thôi. Còn nếu như bạn nào cảm thấy hợp lý thì nghe lời mình mua một con ạc và sau đó thì hãy đặt cái đam mê mình vào để đỡ tốn kém và ngon lành hơn. Còn nếu như mà bạn nào mà rich kid hay là Dubai thì mình sẽ không có nói đến nha, tại vì các bạn đã có dư điều kiện để lên một con ạc khủng rồi. Sao mà bỏ lượt không nhỉ? Một ván là 3.600 kinh nghiệm. Cho nên là cứu chỉ đi khoảng hơn 10 phút tí xíu là mình sẽ kết thúc nha các bạn. Tại vì lên ép thì nó rất là uổng luôn. Con ạc này mà bây giờ các bạn lên hẳn 50 là coi như toan ngay luôn ấy. Ăn hành ngập mặt á. Con ạc này chỉ để cho những bạn kiểu như là học sinh đồ á, vài trăm ngàn để mua thôi. Để chơi lấy vui. Tại vì nhìn nó cũng được chứ. Tại giờ do bạn ấy không biết ép cấp á, mà bạn ấy thả lên quá cao. Chứ cũng không phải gà nha mọi người. Chắc là mình sẽ chơi đào các bạn. Tại vì bạn ấy, các bạn coi vậy chứ là bạn ấy rất là mạnh nha. Tại vì do là chúng ta sử dụng phi tiêu, thành ra là chúng ta có thể lực cao hơn và được bắn trước thôi. Chứ không phải là do bạn ấy yếu đâu các bạn.
Thôi chết mẹ rồi. Một pha đạo của phi tiêu cũng không xuống lắm mọi người. Tuy nhiên thì đứng gần thì mình sợ nó chạy miễn kháng ấy. Chắc là băng để sử dụng skill ấy. Cái vũ khí photocopy này nè, thì cái góc của nó tựa như lựu đạn ấy mọi người. Chỉ cần các bạn bắn bật ngửa đối thủ thôi là rất là bạn ấy sẽ bị không có góc. Thôi trời ơi, bảo kích và ban phúc luôn, toan rồi mọi người. Cái này là kêu bằng ăn may ấy, hên thì rít thì ăn, còn không thì thua. Quá trâu. Á đù, chúng ta có tên luôn mọi người, bạn ấy không lấy tên được. Rít. Oh my god, trời ơi nó cay các bạn ơi. Cảm giác ấy thật là phẫn nộ luôn ấy. Vậy thôi, khi nãy đừng có cho mình có tên, để bạn ấy giết mình luôn đi, thà như thế thì nó không có cay. Thiệt tình chứ. Bạn 4x này theo như cú nghĩ thì lực chiến của bạn ấy sẽ độ khoảng độ khoảng 70 đến 80k. Tại vì bạn ấy bắn mình có vẻ là mạnh hơn một xíu mọi người. Bây giờ thì gặp một bạn level 43, bạn ấy có cánh tinh linh hồng luôn và sử dụng bét kiến nha. Này thì chết với bà. Mình sẽ sử dụng hai băng và sau đó là sẽ bay sang để đào. Tại vì con kiến nó trâu lắm và kể cả nó có skill hồi máu nữa mọi người. Skill cuối á, hồi máu mà còn miễn thương hai tên nữa. Các bạn cho dù mà dồn đam một cách rất là nghiệt ngã đi chăng nữa thì cũng không vào đâu nha. Không tốn một máu luôn. Lên một xíu đi. Hạt nhân thì coi như là bạn khỏi chạy rồi. Chỉ có miễn kháng mới độ nổi bạn thôi. Hạt này nói chung cú chê nó cùi, chứ thật ra là đi sảnh thì cũng được nửa nạc nửa mỡ ha mọi người. Tuy nhiên là chắc là do mình gặp bạn yếu ấy. Chứ nếu như mà các bạn gặp một luồng hạt mạnh đi ngang thì coi như là chúng ta chán ngay. Không biết là bạn ấy mua cái thuốc nhuộm tóc, chắc là bạn ấy mua ở đầu server hay là mua làm chi mà nhiều nhữ các bạn. 7 cái đổi màu tóc luôn, chắc là cũng đam mê đổi màu tóc giống cú đây. Thì thường thường những con ạc mà cú chơi á các bạn, thì cú đa số là đầu tư vào thời trang á, mua hầu hết, muốn hết đồ ở shop luôn. Và màu đổi tóc này kia để chúng ta có thể thay đổi á, chơi là theo đẹp là được, chứ không có cần mạnh lắm á, theo như kiểu hồi đó giờ cú chơi là vậy đó mọi người. Thì đây là một pha bắn mid của cú nha. Tuy nhiên thì bét cắn bạn ấy 1k mấy máu là chứng tỏ là bạn ấy cũng không mạnh lắm, chúng ta có thể cân được. Bạn ấy vác cái tủ thuốc. Nếu như thật sự mà cái skill cuối của bé na á mà nó cho chúng ta nhấn đam, sau đó sử dụng skill chung luôn, thì chắc có lẽ là rất là nhiều bạn ưa chuộng con bé rắn luôn ấy mọi người. Tuy nhiên thì ở đây nó không có cho chúng ta là sử dụng skill, Và sử dụng skill là coi như mất đi một tên rồi đó, chứ nó không cho chúng ta nhấn thêm đam nữa. Thành ra là nó không có được ưa chuộng như là bé hu và bé rồng. Bé hu tệ gì thì các bạn sử dụng cái skill mà
Khóa bò của đối thủ thì các bạn có thể nhấn đam được, và kể cả bét rồng cũng như là phượng hoàng thì tất cả những cái skill cuối á, các bạn đều kết hợp với đam được. Còn riêng bét rắn thì các bạn nhấn skill là sẽ bị mất tên, thành ra là con bét rắn rất là ít các bạn chơi. Chỉ có những bạn cực kỳ trâu, cực kỳ mạnh ở level 70 hay là level tỳ level, các bạn muốn chơi theo độ thủ á, thì các bạn ấy mới dùng bét rắn thôi. Bây giờ thì Cú gặp một bạn level 39 cầm tủ thuốc. Wow, bạn ấy ăn cắp con bé Na của mình kìa mọi người. Bốc hơi nè. Wow, trâu nha. Chắc là do bạn ấy mượn được con bé Na của mình, thành ra là bạn ấy khá là trâu bò lên nha. Thì đó là level 39 mà vũ khí chưa cộng 15 thì chắc chắn là không có bé thức tỉnh đâu mọi người. Bị lắc hay là bị gì ấy. Thì bây giờ Cú cũng sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Móc Nạp cũng như là ạc bên Cú từ sáng tới giờ nha. Thì xin chào các bạn và hẹn các bạn ở video sau. Bye bye mọi người và tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở video vào ngày mai.